Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp vận may cực đỏ, số hưởng được thần tài cho lộc trúng lớn. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 22 tháng 4 năm 2023, thứ bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 3 tháng 3 năm 2023, là ngày Canh Tuất, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, tiết khí, cốc vũ, ngày trực phá, hôm nay là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, lục hợp với tuổi Mão, xung với tuổi Thìn, hình với tuổi Sửu và tuổi Mùi, phá với tuổi Mùi. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, hôm nay là ngày Canh Tuất, tức chi sinh can, thổ sinh kim là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi Giáp Thìn và tuổi Bính Thìn, ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc. Đặc biệt người tuổi Mậu Tuất thuộc hành mộc không sợ kim, ngược lại nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần, Ngọ, thành hỏa cục, xung Thìn, hình Sửu, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Mùi. Tam sát kỵ tuổi Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Giáp Thìn và tuổi Bính Thìn. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Nhâm Tuất. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Mã, Tốt Kinh Thương, Bái Công Khanh, Tuyên Bố Chánh Sự, Viễn Hành, Xuất Trinh, Xuất Hành. Nguyệt Ân, Tốt Mọi Việc. Phúc Sinh, Tốt Tế Tự, Cầu Phúc, Nhập Trạch, Cầu Tài, Bách Sự Đều Cát. Giải Thần, Tốt Dâng Biểu Trương, Tố Tụng, Giải Trừ, Cầu Y, Liệu Bệnh. Đại Hồng Sa, Tốt Bách Sự Đều Cát. Thiên Ân, Tốt Mọi Việc. Sao xấu thì gồm có sao Nguyệt Phá, Bách Sự Bất Nghi, Lục Bất Thành, Kỵ Bách Sự Bất Nghi, Xuất Quân, Mưu Doanh, Cầu Hôn. Cửu Không, Kỵ Tiến Nhân Khẩu, Khai Thị, Lập Khoán. Quỷ Khốc, Kỵ Thành Phục, Trừ Phụ. Cửu Khảm, Kỵ Cổ Chú, Tài Chủng, Chủng Thực. Giao Long, Kỵ Hành Thuyền, Tạo Kiều Lương. Tam Nương, Kỵ Tác Sự, Cầu Mưu, Kết Hôn Nhân, Giá Thú, Khởi Tạo, Tu Tạo, Viễn Du, Xuất Hành, Thượng Quan, Phó Nhậm. Trong đó có sao Thiên Ân là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Trực Phá, Nguyệt Phá, Tam Nương là sao Đại Hung, mọi việc đều phải kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 22 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như mở tường, san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Bạch Hổ Kiếp, xuất hành cầu tài đều được như ý muốn, đi hướng Nam và hướng Bắc rất thuận lợi. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 22 tháng 4 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian,
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên quan khiến cho con giáp tuổi Tý gặp không ít trở ngại. Hãy thẳng thắn chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải và lắng nghe những góp ý của bạn bè. Điều đó sẽ giúp bạn giải quyết được những khúc mắc, đồng thời giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Trong công việc, dù không có nhiều áp lực, nhưng bạn cũng chưa có được sự tập trung cần thiết. Thêm vào đó, bạn có điểm báo lo lắng về chuyện tiền bạc. Có lẽ sẽ cần một món chi lớn khiến cho bạn phải dè chừng. Một kế hoạch chi tiêu chi tiết là việc bạn nên làm, đồng thời tránh việc cho vay nợ, kẻo dễ mất của mất lòng. Phượng Các có thể là cơ hội chắp cánh cho tình yêu của những ai đang độc thân. Những buổi đầu hẹn hò lãng mạn sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và hy vọng. Người có đôi có cặp sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tình cảm thông qua các cuộc gặp gỡ bạn bè và đi dã ngoại cùng nhau. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, đề phòng có kẻ ném đá giấu tay gây nhiều bất lợi. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, tài lộc có dấu hiệu hao hụt mạnh. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, cuộc đời bất công nên phải học cách chấp nhận. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, vợ chồng dần tháo gỡ được hiểu lầm. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 48. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương hình tác động khiến người tuổi Sửu trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp tác với người khác. Bạn đang tự tách mình ra khỏi đám đông. Sự nghiệp của người tuổi Sửu phải chịu những tác động không tốt do kiếp tài gây ra. Trong ngày hôm nay, bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để mọi chuyện bé xé ra to. Ngũ hành thổ vượng khiến chuyện tình cảm của bản mệnh cũng gặp khá nhiều trục trặc. Đôi bên vì cái tôi quá cao mà không ai chịu nhún nhường. Một khi mâu thuẫn xảy ra sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, có thể xảy ra tranh cãi với nửa kia của mình. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, chớ vội vàng nghe theo lời đường mật của kẻ không đáng tin. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, cần kiềm chế tính nóng nảy sẽ tốt cho tương lai. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, tình cảm giảm sút do cảm xúc thất thường. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 28. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp giúp sức mà người tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan khiến mọi người tin tưởng. Về tình duyên cũng khá tốt và không có điều gì đáng ngại.
các bạn có thể thông cảm và chia sẻ công việc nhà một cách nhiệt tình, nên dường như không khí gia đình rất vui vẻ và hòa đồng. Thiên tài thì mang đến vận may về tiền bạc cho con giáp tuổi Dần, giúp bạn giảm đi mối lo ngại của mình. Và nếu biết khéo léo thu chi, thì bạn cũng có thể an tâm về chuyện tiền nong trong ngày hôm nay. Với người tuổi giáp Dần, mệnh thủy, luôn giữ tỉnh táo để tránh khiến bản thân chịu thiệt thòi. Với người tuổi bính Dần, mệnh hỏa, nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân. Với người tuổi mậu Dần, mệnh thổ, biết quan tâm hơn đến bản thân mình. Với người tuổi canh Dần, mệnh mộc, phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều. Với người tuổi nhâm Dần, mệnh kim, người làm kinh doanh đạt được nhiều thành công. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 19. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có lục hợp giúp cho con giáp tuổi Mão trở nên điềm tĩnh hơn trong cách ứng xử với mọi người xung quanh mình. Khó khăn trước mắt không là gì khi bạn khéo léo điều phối, xử lý từng tình huống xảy ra trong ngày hôm nay. Tình cảm gặp nhiều thăng hoa, chuyện gia đình êm ấm trong ngoài. Đối với người độc thân dễ gặp được người ưng ý. Các cặp đôi sẽ có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người trong gia đình. Nội bộ gia đình cũng thuận hòa yên ấm. Chính tài trợ lực, tình hình tài chính của người tuổi Mão vẫn luôn duy trì ở mức ổn định. Thời điểm này bạn không có bất kỳ nỗi lo tài chính nào. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không còn phải đắn đo quá nhiều. Với người tuổi Ất Mão, mệnh thủy, đừng tự mình suy nghĩ, tự mình làm hết mọi thứ và tự mình tách ra khỏi tập thể. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, tin tưởng vào lựa chọn và kế hoạch của bản thân. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, tự tạo các cơ hội cho mình. Với người tuổi Tân Mão, mệnh mộc, cố gắng giữ vững phong độ và sự tự tin chuyên nghiệp. Với người tuổi Quý Mão, mệnh kim, có một ngày làm việc hăng say và chất lượng. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương xung xuất hiện, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi Thìn. Công việc sao nhãng do thiếu tập trung, không xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, khiến bản mệnh có thể phải nhận không ít lời của trách. Tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Thìn, trong ngày này cần phải thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính cẩn thận, chớ nên tiêu xài hoang phí, bởi vận trình tài lộc của bạn đương khá ảm đạm. Con giáp này có thể sẽ phải đối diện với họa phá tài, tiền bạc mất mát mà không có cách nào giải quyết. Thìn Tuất xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc. Đôi bên vì cái tôi quá cao mà không ai chịu nhún nhường. Một khi mâu thuẫn xảy ra sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, hãy bình tĩnh đối diện với khó khăn. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, phiền lòng vì đôi lứa còn nhiều bất đồng. Với người tuổi Canh Thìn, mệnh kim, cần nhanh chóng lấy lại sự chuyên tâm. Với người tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao.
con số may mắn là số 71. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thương quan thì khuyên bạn chớ nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù không hài lòng với quyết định của cấp trên đi chăng nữa, thì bạn cũng chớ nên nóng nảy, nghĩ gì nói đấy. Các quyết định liên quan tới tài chính dễ gặp phải vấn đề không tốt. Nhiều khả năng bạn không hài lòng về nó và cố tìm kiếm một cơ hội đầu tư mạo hiểm. Đây chính là mối nguy hiểm có thể khiến cho vận tài chính của bạn bị ảnh hưởng về lâu về dài. May mắn Hồng Loan trợ giúp, trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn nhận được sự cổ vũ, động viên đến từ nửa kia. Nhờ vậy mà bạn có thêm động lực và thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. Đối phương sẵn sàng cùng bạn đối diện vượt qua mọi sóng gió. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, chú ý hơn tới cách hành xử của mình. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, nhân duyên với người khác giới tốt đẹp. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, chuyện thi cử không gặp nhiều thuận lợi. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, càng khó khăn càng thêm quyết tâm. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 88. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ trở nên hào hứng với việc tiếp xúc và kết nối với mọi người. Các mối quan hệ mở rộng cũng mang tới cho bản mệnh những cơ hội tốt để hợp tác làm ăn kinh doanh, hoặc đơn giản là có người chia sẻ kinh nghiệm trong nghề. Con giáp này có thêm những kiến thức hữu ích. Ngũ hành tương sinh, phương diện tình cảm của bản mệnh cho thấy bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là do trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện, không che giấu nhau bất cứ chuyện gì. Thực thần mang tới vận may về tài lộc cho con giáp tuổi Ngọ. Những điều tuyệt vời mà tuổi Ngọ nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi khuyến khích phù hợp. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, quý nhân giúp giải quyết được khó khăn. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, tránh đổ thêm dầu vào lửa, đẩy mâu thuẫn đi quá xa. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, có nguồn thu đổ về, đưa ra tính toán bước tiếp theo. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 98. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 22 tháng 4 năm 2023.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương phá đem lại nhiều tác động không như mong muốn tới người tuổi Mùi. Bản mệnh thường bị kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại, nên công việc tưởng chừng quen thuộc cũng vướng phải đủ loại rắc rối. Kiếp tài gây rối khiến người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt. Tương hình cũng khiến chuyện tình cảm có thể xảy ra một cuộc tranh cãi này nửa giữa bản mệnh và nửa kia. Dù nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy và thông cảm với cách suy nghĩ của đối phương. Với người tuổi Ất Mùi mệnh Kim, quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác. Với người tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, đường tình duyên không được suôn sẻ như ý muốn. Với người tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, nên nhìn thẳng vào sự thật để có cách giải quyết vấn đề. Với người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, dễ gặp họa thị phi trong công việc. Với người tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, sự hoài nghi chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 34. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, tam hội đưa tới cho người tuổi Thân cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành khám phá và thu lạp thêm những kiến thức mới. Ngũ hành thổ sinh kim trợ giúp cho con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng, nên lúc nào bạn cũng cảm thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không có gì thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa. Thiên ấn xuất hiện là cơ hội để những con giáp tuổi Thân có khả năng về nghệ thuật sẽ có cơ hội phát huy tài năng của mình. Những ai làm việc tự do cũng hứa hẹn nhận được nhiều dự án giúp bạn cải thiện thu nhập. Với người tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, chứng minh được năng lực của bản thân. Với người tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, có khả năng cải thiện tình hình tài chính rõ rệt. Với người tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, đường tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ. Với người tuổi Canh Thân mệnh Mộc, hợp tác với những người đáng tin cậy. Với người tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, chuyện tình cảm tiến triển ổn định, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 15. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, tam hội giúp người tuổi Dậu có cơ hội tương tác tốt. Tuy nhiên đừng vì thế mà thúc giục hay tạo ra áp lực không đáng có lên đối phương. Cố gắng để mọi thứ được tách bạch và đem lại cho bạn cũng như họ cảm giác thoải mái một chút trong ngày này. Ngũ hành tương sinh, bạn có một ngôi nhà khá yên bình.
Gia đình là nơi nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà sau khi trông thấy con cái là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, tự nhiên ngay. Chỉ cần soi chiếu, người tuổi Dậu với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của con giáp này trong ngày hôm nay. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, tự tay phá bỏ mọi rào cản tiến tới thành công. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, hãy tiếp tục cố gắng chinh phục mục tiêu của mình. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, chuyện tình cảm tiến triển theo chiều hướng tốt hơn trước khá nhiều. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, sự cố gắng được mọi người đánh giá cao. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh kim, giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 93. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Tuất cần phải cẩn thận, kẻ tiểu nhân ở ngay bên cạnh. Bề ngoài người này tỏ ra thân thiện khéo léo, nhưng bên trong lại ủ mưu tính kế, tìm mọi cách để hãm hại và hại bệ bạn trước mặt mọi người. Các mối quan hệ công việc dễ sinh mâu thuẫn hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh, tiểu nhân quấy phá. Chỉ một khúc mắc nhỏ cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể, dẫn đến thị phi, chia bè kết phái, ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần làm việc của bạn. Chuyện tình cảm cũng không mấy êm đẹp. Bạn nên bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không hồi kết. Đối phương có thể đang chờ đợi bạn đưa ra một tín hiệu làm lành mà không dám là người đưa ra câu làm hòa trước. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, có người gieo thị phi đặt điều về bạn. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, tập quen với những điều bất như ý xảy ra. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, phải chịu sự phản đối của người khác. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh kim, không nên tìm cách chèn ép người khác. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, không nên chi ly tính toán thiệt hơn quá mức. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 18. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, chính quan xuất hiện thì người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Hãy cứ nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, rồi công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Tận dụng cát khí trong ngày hôm nay, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng thưởng hoặc may mắn trúng số, quả là một ngày may mắn với con giáp này. Thiên hỷ giúp cho con giáp này có một gia đình rất vui vẻ, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bạn còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phái. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, mọi khúc mắc đều được xóa bỏ. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, gặp điềm lành, nhiều quý nhân và cát tinh soi chiếu. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ,
tài chính dư giả, không lo chuyện thiếu tiền tiêu. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc có cơ hội phát tài nhờ các công việc kinh doanh. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh kim, tình cảm phát triển một cách nhanh chóng. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, thu nhập tăng tiến, tạo động lực để cố gắng hơn nữa. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 53. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.